Bạn đang theo dõi chương trình đọc báo của báo tuổi trẻ. Sau đây mời bạn nghe bài viết Thuốc thịt người của Trung Quốc gây chấn động. Bài viết do Mỹ Loan Đông Phương thực hiện. Chật vật xử lý chưa xong vụ bê bối thuốc nhiễm độc rơm, Bắc Kinh nay lại phải đối phó với vụ thuốc thịt người sau khi cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt 21 nghi can buôn lậu cùng 11.000 viên thuốc dạng này vào Hàn Quốc. Ngày 6 tháng 5, Do Nháp cho biết số lượng các vụ buôn lậu thuốc thịt người làm từ thi thể thai nhi đã tăng đáng kể từ tháng 8 năm 2011 đến nay. Cục Hải quan Hàn Quốc đang thắt chặt các biện pháp thanh tra để triệt phá đường dây buôn bán thuốc gây rợn này. Kể từ vụ buôn lậu thuốc thịt người bị vỡ lở hồi tháng 8 năm 2011, Hải quan Hàn Quốc đã ngăn chặn được 35 vụ buôn lậu thuốc làm từ thịt trẻ em tán bột có nguồn gốc từ Trung Quốc, tịch thu 17.451 viên được cất giấu trong hành lý của du khách hoặc chuyển qua đường bưu điện. Báo Korea Times cho biết số thuốc này do những người Hàn Quốc mang về từ khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Một số người để thuốc lẫn trong các loại bột thảo mộc nên cơ quan hải quan không thể phân biệt được mùi và màu của các viên thuốc này. Một số khác giấu thuốc trong các hộp y tế để đánh lừa hải quan. Một nhân viên hải quan Hàn Quốc giấu tên cho biết. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã để mắt đến các đường dây buôn lậu loại thuốc này sau khi họ nhận được tài liệu thực phẩm X của Lee Yong Don của mạng truyền hình SBS vào tháng 4 năm 2011, trong đó mô tả cách thức buôn lậu cũng như tác hại của loại thuốc thịt người này. Nhà chức trách cảnh báo loại thuốc này chứa nhiều loại vi khuẩn rất nguy hiểm cho sức khỏe và tuyên bố sẽ tăng cường kiểm tra thuốc nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt từ các thành phố Diên Cát, Cát Lâm, Thanh Đảo và Thiên Tân, vốn được cho là nơi sản sinh ra thuốc thịt người này. Tội ác phản nhân loại Ngày 6 tháng 8 năm 2011, đài truyền hình SBS, một trong ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc cho biết, đã cho phát sóng một đoạn phóng sự gây chấn động dư luận. Đoạn ghi hình cho thấy một số bệnh viện của Trung Quốc đã bán thi thể các thai nhi sinh non hoặc bị nạo thai cho các cơ sở bào chế loại dược liệu thuốc thịt người. SBS gọi đây là tội ác phản nhân loại các phóng viên điều tra của sbs đã lần theo một nguồn tin đến một căn nhà ở trung quốc tại đây họ đã gặp một phụ nữ bà này còn chào hàng và cho biết còn đang lưu trữ nhiều thi thể trẻ sơ sinh trong tủ cấp đông để bào chế thuốc các phóng viên đã quay lại cảnh bào chế thuốc ghê rợn, trong đó có đoạn cho thấy tóc và móng tay người trộn lẫn trong thuốc. Các phóng viên còn cho biết thi thể trẻ sơ sinh được giữ đông lạnh trong các tủ đá trước khi được sấy khô để tạo bột. Các loại bột này sẽ được trộn với thảo dược để qua mặt các nhân viên y tế và hải quan. Nhóm điều tra đã mua một số viên thuốc dạng nang này và gửi cơ quan giám định pháp y quốc gia Hàn Quốc để kiểm định. Kết quả cho thấy 99,7% thành phần trong viên thuốc tương ứng với ADN của người. SDS kết luận có một mạng lưới bí mật sản xuất và bán thuốc thịt người sang Hàn Quốc. SDS cáo buộc các công ty dược Trung Quốc đã câu kết với các cơ sở phá thai để mua các bộ phận từ bào thai bỏ đi và trẻ sơ sinh tử vong để bào chế thuốc những người Trung Quốc gốc hàng đã tuồn loại thuốc gây rợn này sang Hàn Quốc với mức giá gấp 10 lần giá nội địa. Theo truyền thông Hàn Quốc, mỗi viên thuốc thịt người này được bán lẻ ở Hàn Quốc với giá khoảng 35 đô la Mỹ một viên. Tại Trung Quốc có đến 38% phụ nữ ở độ tuổi sinh sản đã triệt sản. Dù vậy, mỗi năm Trung Quốc có đến 13 triệu ca phá thai. Theo SBS, đó là lý do tại sao Trung Quốc có đủ nguồn cung dồi dào để sản xuất thuốc thịt người. Trung Quốc chưa có kết quả điều tra sau phóng sự điều tra của SBS, các tờ báo lớn của Trung Quốc đã dẫn lại câu chuyện này và cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc đang vào cuộc điều tra, song đến nay kết quả đó vẫn là con số 0. Điều tra của Nhật Báo Thượng Hải cho biết, một số nhà buôn bán nhau thai trên mạng Taobao.com đã mua nhau thai từ các bệnh viện phụ sản thông qua bạn bè và người thân làm trong các cơ sở này. Bệnh viện Nhi và Phụ sản Hồ Châu ở Chiết Giang là một trong những bệnh viện đã bán nhau thai cho nhà bán lẻ trên mạng, bất chấp lệnh cấm của chính phủ. Phóng viên của tờ báo này vào vai một nhà mua nhau thai đã gọi điện đến bệnh viện trên, xong chỉ nhận được câu trả lời. Số nhau thai cung cấp cho nhân viên bệnh viện còn chưa đủ, lấy đâu bán ra ngoài phát biểu trong buổi họp báo khi thông tin đầu tiên về thuốc thịt người bị phanh phui tại Hàn Quốc hồi tháng 8 năm 2011, người phát ngôn Bộ Y tế Trung Quốc Đặng Hải Hoa cho biết, cục Y tế tỉnh Cát Lâm đã nhanh chóng thành lập tổ điều tra về loại thuốc trên. Dù vậy, kể từ khi thông báo chính thức điều tra vụ việc, Bộ Y tế vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết quả điều tra nào. Theo nhân dân Nhật Báo, rất có thể loại thuốc thịt người mà dư luận đồn đại là thuốc làm từ nhau thai bất hợp pháp mà một số kẻ mưu lợi đã sử dụng. Khả năng các loại thuốc này bị làm giả bằng nhau và thịt của các loài động vật khác là rất cao. Hoặc nếu các loại thuốc này làm từ thịt người thì chắc hẳn chúng làm từ nhau thai, một loại thuốc cổ truyền của y học Trung Quốc. Ngày 7 tháng 5 năm 2012, cũng trong một cuộc họp báo, ông Đặng cho biết Bộ Y tế Trung Quốc đang cho điều tra và yêu cầu tất cả cơ sở y tế của nước này xử lý rác thải từ bào thai và thai nhi thật chặt chẽ. Ngày 8 tháng 5 năm 2012, giám đốc cơ quan y tế Hồng Kông Lâm Bỉnh Ân cho biết, cơ quan y học cổ truyền Trung Quốc của Hồng Kông sẽ kiểm tra thông tin về loại thuốc thịt người này. The first capsules containing human flesh were found by South Korean customs officers last August. Since then, they say the number being smuggled in from China has been rising. Some Chinese workers and cancer patients in South Korea take the supplement, believing its human fetus content boosts stamina. But scientists in Inchan say there's every sign they also contain dangerous microorganisms. Superbacteria and other viruses and bacteria which are harmful to the human body are detected in them. South Korean customs authorities believe the pills are produced in northeastern areas of China from dead human fetuses. They say they're tightening up checks on drugs from China to stem the flow of such supplements coming into the country.